7. Dương Thiều giao cầu. Chưa làm gì được. Một đường cầu rất hay. Vẫn còn. Vẫn còn. Một cầu tốt. 28 điểm. Cùng đến với trận bán kết đôi nam lứa tuổi trẻ giải cầu lông vô địch tỉnh Bắc Ninh mở rộng. Nội dung mở rộng phía bên mình là cặp đôi Tuấn Anh Thiều đến từ đơn vị Bắc Ninh, phía xa mình là cặp đôi Triệu Nghĩa đến từ Hà Nội. Điểm số 2-0 cho Tuấn Anh Thiều. Đội điểm 1-2 cho Triệu Nghĩa. Đôi nam lứa tuổi 30-40, điểm số đang là 23-18. Như về phía cặp đôi phía sang mình, cặp đôi Tâm Hiệu. Vẫn còn rất hay. Một tình huống lại không hiểu với nhau của hai vận động viên Tuấn Anh Kiều. Điểm số 2 đều. Ép lưới rất nhanh. Tỷ số 3-2. Hãy ra trận bán kết còn lại cho mọi người. Cầu rất may mắn, cầu lật lưới. Đêm trưa tối. Tối với sáng mai. Cầu ngoài sân. Còn rất hay. Cầu này sân. Từ số 5 đều. Và cầu rất mạnh từ Trọng Nghĩa. 9 cho cặp đôi Tâm Hiệu. Có lỗi rồi, 28-19. Ngoài sân điểm 7-6 cho Tuấn Anh Thiều. Điểm kết thúc trận đấu 30-20. Cầu ngoài sân một chút. Phát cầu lệch chuồng.
thứ 54 và xin mời các vận động viên ở trận chung kết đơn nam 54 và đơn nữ 54 chuẩn bị. Tốt. Điểm 20-17 cho Tuấn Anh Thiều. Tuấn Anh giao cầu. Điểm số 19-21. Bom cầu thì Trọng Nghĩa ép cầu lưới thì Ngọc Triệu vẫn không làm gì được. Tiếp tục bom. Cầu không qua lưới. 20-21 rất căng. Thank you.
rất cố gắng từ Ngọc Triệu, điểm số 27 đều. Vẫn lên bình thường. Hay quá. Dương Thiều giao cầu. Chưa làm gì được, một đường cầu rất hay, vẫn còn một cầu tốt, 28 điểm. Xin mời